Quý xin chào cô chú anh chị đã đến video tiếp theo nha. Thì đến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ này thì hiện tại là đang miễn phí cho mọi người, cho nên đi rất là sướng nha. Cứ đi cao tốc nào mà miễn phí là đi rất là ok cô chú anh chị. Chia sẻ với cô chú anh chị là những cái tuyến cao tốc miễn phí trong dịp Tết này nha cô nha mọi người. Đó là tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nè, tuyến cao tốc Dầu Dây Phan Thiết nè, tuyến cao tốc Vĩnh Hảo Phan Thiết nè, Cam Lâm Vĩnh Hảo nè, Cam Lâm Nha Trang nha mọi người. Đó là những cái tuyến cao tốc là theo em ví là được biết là miễn phí nha mọi người. Cho nên cô chú chị có thể trong thời gian tới trong dịp Tết này mọi người cứ đi thoải mái ha. Quan trọng là mình đi đúng tốc độ, mình đi an toàn là được mọi người. Thì trong 4 tuyến cao tốc vừa rồi nói là chỉ có tuyến cao tốc Cam Lâm Nha Trang, đặc biệt là cao tốc Cam Lâm Nha Trang nha mọi người, là đã gắn camera phạt nguội rồi nha. Đó là thông tin em quý chia sẻ với cô chú chị là mọi người nên đi qua cái tuyến cao tốc này, đừng ý nha mọi người. Đó là mình nên đi đúng tốc độ ha, chứ đi quá là chết luôn của chú chị, là sẽ phạt rất là nặng nha. Quý sẽ quay cho mọi người xem là hết cái tuyến cao tốc này để xem thử là nó có bao nhiêu nút giao và cái đoạn đường nó có ok từ đầu tới cuối hay không nha mọi người. Hiện tại thì quý thấy là tất cả các nút giao lên xuống vừa rồi á là đều lên xuống ok nha, đường đẹp rất là ok. Thông thường á cái tuyến cao tốc mà qua những cái nút giao hoặc là qua những cái con cầu lớn á mọi người đều đường rất là đẹp, đó là những cái điểm nhấn, cái những cái điểm trung tâm chính, cho nên là buộc phải đẹp tuyệt đối nha mọi người. Còn những cái đoạn đường như thế này nè, mọi người chị thấy không, mới hơn 1 tháng rưỡi thôi mà mọi người thấy nè, mặt đường thì nó cũ kỹ mà nó không có được đẹp lắm mọi người đó. Quý quay chia sẻ thực tế cho cô chú chị xem ha, để mọi người đánh giá nha. Hôm nay là 28 Tết âm lịch cho nên là thời tiết cũng mát mẻ mọi người. Mọi người nhìn xa thì cũng có sương mù. Mặc dù hiện tại là 12 giờ kém rồi nha. Bởi vì gần đây người dân trồng cây trái nè, như dừa này kia rồi nè, cây trái nhiều cho nên là có những hơi sương. Giờ này vẫn còn luôn cô chú chị. Năm nay thì thời tiết có vẻ là mát mẻ hơn so với năm ngoái hả mọi người. Giờ này chưa nhưng mà vẫn đi rất là ok. Quý nhìn ra quý thấy xung quanh vẫn có sương mù này kia rồi, mát mẻ lắm cô chú chị. Hiện tại quý đang đi tốc độ 80 ha. Nói chung là mặt đường ok, được tương đối tốt, chứ không nên nổi xấu lắm nha cô chú chị. Cao tốc mà xấu lắm thì không thể chấp nhận được hả mọi người. Cái là nó không đẹp hơn so với những tuyến cao tốc khác thôi. Có như vừa rồi với quý mới qua cái đoạn vừa rồi á, là mọi người thấy là những cái đoạn mà nó dắt mí á, tôi nghĩ là dắt mí là những cái đoạn như là những đoạn cầu nó hoặc là những cái đoạn mà đường mà chạy lớp trước và chạy lớp sau á, nối nhau á mọi người, thì cái độ mí mà liền mạch của nó không có được đẹp so với những tuyến cao tốc khác ha các chú chị ha. Đó là em quý đi thực tế và có sao với nó vậy ha. Chuẩn bị tới cái cầu này là cầu rạch lắm nè mọi người, km 109 ha, cộng 331 cao tốc CT01. Chuẩn bị tới một cái nút giao kế tiếp, đây sẽ là nút giao dưới đây, mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Xem ha, cao tốc này thì cho chạy 90 nhưng mà mình chạy 80 thôi mọi người, 80-90 cũng được, vì sao là 90 quay đầu ha. Nhưng mà quý muốn chạy chậm á, để quý quay cho mọi người xem để mọi người có cái nhìn nó dễ hiểu hơn ha, dễ xem ha. Cái nút giao kế tiếp cách 1 km lại là nút giao quốc lộ 80 ha. Đây là nút giao quốc lộ 80 nha mọi người. Có thể là mình đi về thành phố Vĩnh Long hoặc là mình bao cũng nhông cầu mình đi về quốc lộ 80, đi về Sa Đéc luôn nha các chú chị. Đây là cái nút giao quốc lộ 80 rồi, cầu Nhà Trai rồi ok. Nút giao này nè mọi người, quốc lộ 80 nè, đây chính là nút giao quốc lộ 80, một trong những nút giao hoành tráng trên cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ nha cô chú chị. Mọi người thấy không, biển báo rất là rõ ràng, tốc độ 90 lối ra ok nha. Mọi người chú ý có một số cô chú chị á, nhiều bạn hỏi quý là khi mà mình ra cái lối ra của cái nút giao trên cao tốc thì tốc độ tối đa là bao nhiêu. Mọi người thấy ha, vừa rồi là 8-90 nè, nó giảm thành 60 nè,
và bây giờ là 50 nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Nói chung mình đi chậm nên an toàn nha cô chú chị. Đó, đây là cái giải đáp thắc mắc của mọi người nha. Tốt nhất là mình đi 60 xuống đây gần nút giao đi 50 nha. Đó, thành phố Sa Đéc, thành phố Cao Lãnh. Đó là cái nút giao đó mọi người, ra quốc lộ 80 nha. Còn bây giờ Quý đi về hướng Trảng Bom thì Quý sẽ tiếp tục đi thẳng để mà đi tiếp nối đến cao tốc Mỹ Thuận nha cô chú chị. Mỹ Thuận thành phố Hồ Chí Minh, thành Mỹ Thuận Trung Lương. Đây, Trung Lương Mỹ Thuận tiếp tục 80. Nhiều bạn hỏi Quý á là tại sao gần chỗ cầu Mỹ Thuận á hai á lại để ra tốc độ 80 60 mà trên cái tuyến cao tốc này á, là tốc độ cho cái 90 mà đi 90 mà, thì mọi người biết á là qua những cái đoạn cầu người ta sẽ giảm tốc độ lại nha mọi người. Đó là câu trả lời chính xác luôn nha. Qua trên cầu thì sẽ lượng xe đông thì nó sẽ nguy hiểm hơn, cho nên là giảm xuống 80 80 cũng ok nha mọi người. Đây cô chú chị, lúc nãy Quý nói là mọi người hãy xem cầu Mỹ Thuận cũ nè. Đó, mọi người thấy không, cái hình của nó là hình chữ H nha. Còn cầu Mỹ Thuận mới nè cô chú chị là hình chữ giống như chữ A nha cô chú chị ha. Nhìn rất là hoành tráng, đường này mà tối mà lên đèn led thì rất là đẹp mọi người. Đó, mọi người thấy không, Quý nói đúng không, là những cái cây sắt mà để níu cái cầu lên trên cái trụ bê tông lớn nè, hình chữ A nè, mọi người thấy không, là nó to hơn so với chữ cầu cũ của cô chú chị ha. Đó, mọi người xem video của Quý mọi người cũng thấy ha, rất là rõ ràng nè. Cầu Mỹ Thuận 2 nên rất là hoành tráng luôn cô chú chị ơi, đẹp tuyệt vời, rất là nhiều tiền để mà đổ vào cái cầu này cô chú chị. Hôm nay 28 Tết rồi, lượng xe cũng vừa ha cô chú chị ha, bởi vì nó chia bớt cái lượng xe bên cầu Mỹ Thuận cũ của mọi người, thì cho nên là cái tuyến cao tốc này cũng thông thoáng so với những cái tuyến cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo Phan Thiết và cũng như là Cam Lâm Nha Trang. Và mọi người thấy ha, nút giao này rất là hoành tráng, và chuẩn bị tới cái nút giao tiếp nối cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương nè mọi người. Phía xa xa của chúng chị nhìn rất hoành tráng nha. Bởi vì cái tuyến cao tốc này nó chỉ 28 km thôi, cho nên là trong cái tuyến cao tốc không có trạm dừng chân nha mọi người. Sau này họ sẽ xây lắp thêm trạm thu phí thôi. Đó, mình ra đến đây cô chú chị thấy không, nó sẽ vượt qua khỏi cầu xuống cầu, hết cầu nó sẽ để tốc độ là 90-60 rất là rõ ràng. Còn khi mà trên cầu thì tốc độ 80 thôi mọi người ha, vậy là hợp lý rồi cô chú chị. Cao tốc đi 90 là ok rồi. Bởi vậy cho nên Quý mong muốn là cái tiếng cao tốc vừa rồi Quý nhắc á, là ba tiếng cao tốc còn lại đó là cao tốc Phan Thiết Vĩnh Hảo, Cam Lâm Vĩnh Hảo và Cam Lâm Nha Trang, hy vọng là sẽ thay đổi thành tốc độ 80-90. Đó, không biết là hiện giờ đã đổi chưa, nhưng mà Quý theo Quý biết là chưa nha. Đó, còn có chú anh chị nào mà trong thời gian mới mà có thấy mà đã đổi rồi thì mọi người hãy comment bên phía dưới bình luận nha của chú chị, để cho nhiều anh em tài xế biết để mà mọi người đi cho nó an toàn hơn ha, đi đúng mức độ hơn, tránh bị công an phạt ha mọi người. Phía trước lại là một cái nút giao luôn nha mọi người, nó sẽ đi ra quốc lộ 1 nè, nó đi ra thành phố Cao Lãnh được luôn nè, nút giao An Thái Trung ha mọi người ha, cách 2 km. Đó, rất là dễ hiểu luôn ha. Mọi người xem được video của Quý ha, thì mọi người giống như đang ngồi trên xe Quý chở mọi người đi về vậy đó, có gì Quý nói đó ha, chia sẻ để mọi người xem video có cái nhìn nó thực tế hơn. Để trong thời gian tối tới mà cô chú chị có đi ngang qua, mọi người sẽ không có vỡ ngựa, rất là dễ dàng, tự tin đi mọi người ha, thoải mái. Hiện tại khúc này vẫn là tốc độ 90 nha mọi người. Chuẩn bị tới cái nút giao này, An Thái Trung nè. Nút giao đầu tiên mà mình đi từ quốc lộ 1 mà đi vào cao tốc hướng đi từ Cần Thơ mà về Mỹ Thuận, đó là nút giao cầu Trà Bà lớn nha mọi người nha. Cầu Trà Bà lớn mình sẽ đi đến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Mình sẽ đi đến cao tốc tiếp nối là cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương. Mỹ Thuận Trung Lương là dài gần 50 cây số mọi người, và tiếp nối là cao tốc Trung Lương Thành phố Hồ Chí Minh là cũng dài cũng cho 50 cây số luôn.
nếu mà chọn cái tuyến cao tốc mà từ Mỹ Thuận Cần Thơ mà đi đến Sài Gòn, hết cái tuyến cao tốc trong trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là khoảng tầm gần 150 cây số nha cô chú chị. Mình chia sẻ thực tế cho mọi người luôn ha. Tới đây mọi người thấy không, cái biển báo 60 nè, đó là dành cho lối ra nha, còn mình đi bên đây mình đi 80 cũng được đó, để biển báo rõ ràng 80 xong rồi 50 nè đó, cô chú chị thấy không, 50 nha, đó là dành cho những người mà đang đi ra cái nút giao này của chú chị là đi 50, còn mình ở đây mình đi 80 bình thường nha. Nhiều anh em tài xế mới mới vào nghề mà đang phân vân ở chỗ đó ha, thấy biển 50 60 là lo đập thắng liền để mà giảm xuống, mà thực tế là đang đi bên lên trái này đây, đang đi 80 90 mà thắng gấp vậy là quay sau thì sao nguy hiểm nha. Đó là một cái tình huống ra mọi người anh em tài xế mới vào nghề nên cẩn thận nha. Mình nên tìm hiểu luật rõ ràng kỹ rồi mình đi cho nó tự tin thoải mái của chú chị, chứ không có kiểu mà như đi mà thập thò rồi trong lòng cứ bồn chồn phập phồng, đó là cái đó là cái rất là nguy hiểm của chú chị ha, cứ thoải mái mà đi thôi mọi người. Tới khúc này là mọi người thấy nè, đó có gắn camera là mọi người ha, đường đông xe chú ý quan sát, tới cái đoạn này là có gắn camera nha mọi người, cho nên cô chú chị đi cẩn thận ha, đi đúng tốc độ là ok của chú chị. Cầu Rạch Chanh km 99 tới đây là cũng coi như là gần hết cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ rồi mọi người. Hiện tại hôm nay giờ đi chưa đi rất là thoáng luôn của chú chị. Quý đi đến đoạn đường nào cũng như là những cái đường tránh trạm nè, và những nơi nào có thường xuyên có chốt cảnh sát giao thông làm nè, hay là tốc độ 50 những cái nơi mà thường xuyên bị bắn tốc độ phạt nguội nè, hoặc bắn tốc độ trực tiếp nè, thì quý cũng chia sẻ đến quý khán giả đến của chú chị anh em tài xế để mọi người đi cho nó đúng tốc độ cho nó an toàn hơn mọi người ha, nó vừa an toàn cho mình vừa an toàn cho người thân và an toàn cho những người đang lưu thông, và đặc biệt là an toàn cái túi tiền của mình của chú chị nếu mà mình lưu thông mà mình chạy tốc độ cao thì sẽ bị bắn tốc độ thì sẽ đau túi tiền mình lắm mọi người, mọi người biết rồi, những gì như ngoài ngoài cái độ cồn ra mà cái tốc độ thì mọi người biết là rất là nặng nha, thậm chí là tước bằng lái luôn, thì phải nói là người tài xế và tước bằng lái luôn, phải nói là quá quá tuổi quá buồn của chú chị, cho nên mọi người cẩn thận ha. Rồi tới đây là tới trạm thu phí nè mọi người, tới trạm thu phí để mình bắt đầu vào cao tốc Mỹ Thuận Trung Lương, Trung Lương Mỹ Thuận, cho nên là cô chú chị đi tới đây mình giảm tốc độ nè. Đây là quý chia sẻ cho những anh em tài xế nào mới lần đầu tiên đi đến cái tốc này ha, hoặc là cho những anh em tài xế nào vừa mới vào nghề thì mọi người xem video của quý của chú chị sẽ có cái nhìn nó dễ dàng thực tế hơn ha. Vừa rồi là cho thiết bị của trạm thu phí này quét chậm mà mọi người, cho nên anh nhân viên phải tới dùng cái máy quét trực tiếp bằng tay, buộc phải quét vậy thôi, chứ mình đi nhiều trạm mà mình cũng thấy có những trạm quét rất là chậm luôn. Rồi đây là tiếp nối đến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận nha mọi người, rất là dễ dàng luôn mọi người, nhiều anh em tài xế đang phân vân lúc trước mình đi ở cái tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận này nè, nó ra cái trạm thu phí ở bên cua mọi người, thì không biết là cái đường cao tốc mới của Mỹ Thuận Cần Thơ này nó sẽ tiếp nối và nó sẽ như thế nào, thì đây là video quý giải đáp thắc mắc của mọi người nha. Như vậy là em quý đã quay xong cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ cho cô chú chị rất là dễ dàng chi tiết nha mọi người. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nha. Cuối cùng cô chú chị gặp thấy yêu mến em quý và video này ý nghĩa thì hãy cho em quý một like và một lượt đăng ký kênh ủng hộ. Nếu được thì cô chú chị hãy chia sẻ cho nhiều người biết và người thân để biết để họ có cái nhìn khả quan hơn đi trên cái tuyến cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ mới này dễ dàng hơn nha. Giờ thì mình xin chào mọi người nha, chúc cả nhà một ngày mới cũng như là một mùa Tết ở quê quê bên gia đình và người thân. An khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nha. Xin chào cả nhà.